Lô. Và xin chào tất cả các bạn, Kem Store đã trở lại với một video mới. Và sau 2 tuần thì chúng ta đã gặp lại nhau trong bản tin Kem News số thứ 4. Và không để các bạn chờ lâu nữa, đầu tiên là chuyên mục quen thuộc điểm qua. Và xin chúc mừng James Harden với danh hiệu MVP đầu tiên trong sự nghiệp. Về cá nhân mình thấy thì đây là một danh hiệu MVP hoàn toàn xứng đáng. Các vận động viên, các hãng thời trang và các tờ báo đã gửi lời chúc mừng anh. Và đương nhiên là không thể thiếu Adidas. Hãng thể thao Ba Sọc đã chung vui với vận động viên con cưng của mình vào một collection Harden 2 MVP. Ba đôi giày có mặt trong collection lần này là Harden LS 2, Harden BE và tất nhiên là Harden Vol 2. Lấy tông màu đen làm chủ đạo toàn bộ collection, điểm thêm một vài màu xanh và chi tiết vàng gold. Đây là lời chúc mừng vô cùng đặc biệt của Adidas gửi tới Harden. Bộ sưu tập được phát hành giới hạn trên adidas.com và sold out rất nhanh. Hiện tại các bạn chỉ có thể mua được nó trên eBay và Kissify với mức giá khá cao. Không chỉ dừng lại ở việc cho ra một bộ sưu tập giày dành riêng cho MVP của mình, Adidas còn dựng hẳn một đoạn phim ngắn với cái tên Ima Be A Star. Link của đoạn phim thì mình xin được để ở phần chú thích. Các bạn hãy xem đi, thực sự nó rất hay ấy. Bộ phim Uncle Ru đã được công chiếu trên toàn thế giới và đương nhiên đi theo đó sẽ là những patch giày vô cùng đẹp mắt đến từ Nike. Lần này là hai phối màu Kyrie 4 Uncle Ru và sự trở lại của Kyrie 4 Red Carpet. Với Kyrie 4 Uncle Ru là một màu trắng đi cùng với đế găm, thực sự là trông rất già dặn, trái ngược với Red Carpet rất nổi bật và một vài chi tiết khác với thiết kế ban đầu. Trước khi chuyển qua chung mục điểm tin thì Jordan 32 vừa cho ra mắt phối màu mới, phối màu Finally vào ngày 1 tháng 7 sắp tới. Đây là một phối màu khá đẹp và nổi bật với phần upper fly knit màu đỏ. Và với cái tên của nó, nhiều người đã đặt ra câu hỏi rằng đây có phải là phối màu cuối cùng của Jordan 32. Và đây sẽ là bước đệm cho ra mắt thế hệ thứ 33 của Jordan Brand. Quay trở lại với phần quan trọng nhất của bản tin Kem News, đó chính là phần điểm tin. Vâng, và lại là Off-White. Mình chán hãng này lắm rồi. Cụ thể thì hình ảnh của những collab liên tục giữa Off-White và Nike đã dần lộ diện. Và lần này là Air Max 97 và Air Max 90. Với dòng giày 597 thì chúng ta có tận hai phối màu xám và đen. Dự kiến tháng 11 năm nay sẽ được cho ra mắt. Cá nhân mình thì hứng thú với Air Max 90 hơn vì nó có màu trắng ngà khá vintage và thời điểm cho ra mắt cũng sớm hơn, tháng 10. Đúng là Nike Off-White luôn rất hot và giá thì trên trời. Nhưng collab liên tục thế này thì chẳng mấy chốc mà nhạt. Cũng liên quan đến visual upload nhưng may quá không phải Off-White. Ngay sau khi đầu quân cho Louis Vuitton thì những hình ảnh đầu tiên của đôi giày do ông thiết kế cho hãng thời trang Pháp đã xuất hiện. Chắc sẽ khá lâu chúng ta mới có thể thấy nó xuất hiện tại các cửa hàng bán lẻ. Nhưng có một điều chắc chắn, giá retail sẽ cao ngút trời, LV mà. Vừa mới chạy được ông Off-White thì đã đến ông Adidas GG. Phối màu Butter của GG 350 V2 đã được ấn định ngày cho ra mắt, đó là ngày 30 tháng 6. Chắc hẳn mấy ngày này lại xếp hàng dài kêu em nó. Nói vậy thôi, chứ phối màu Butter lần này khá đẹp. Có thông tin nó là sự kết hợp hoặc có thể nói là thay thế cho kế hoạch ra mắt hai phối màu Peanut Butter và Ice Yellow. Đến với GG 500 thì phối màu Utility đã được ấn định ngày cho ra mắt là ngày 7 tháng 7 sắp tới. Chẳng hiểu sao phải lấy một cái tên mỹ miều như vậy khi thực ra nó chỉ là All Black nhỉ. Đây là một phối màu thứ 3 của GG 500, được dự đoán là phối màu hot nhất vì nó đơn giản và dễ phối đồ. What the fuck? Cuối cùng cũng đến với tin tức yêu thích của mình, giải đấu quen thuộc Quai 54 sẽ đến với Paris vào mùa hè này. Và mỗi mùa chúng ta đều háo hức tự hỏi rằng mẫu giày Quai 54 nào sẽ được cho ra mắt. Và khi tin tức chính thức được tung ra thì chắc hẳn Paris Saint-Germain đã khóc. Hai nhân vật chính năm nay sẽ là 3S và 11S. Lần này ý tưởng chính của concept là phần upper da lộn màu đen bao phủ chủ yếu phần upper. Chi tiết tạo điểm nhấn sẽ là những vệt màu hồng, xanh dương và xanh chanh. Cuối cùng là đế ngoài màu xanh nhạt để hoàn thành một thiết kế đỉnh cao. Với 3S thì mức giá retail là $190 và ngày cho ra mắt sẽ là ngày 17 tháng 7. Sau đó 23 ngày thì sẽ tới lượt 11S với mức giá thì chưa được tiết lộ. Chọn số 23 ngày thì khá khéo đấy. Và tiếp theo đó là phần đính chính thông tin, đó là việc Kyrie 4 Low hoàn toàn khác với những hình ảnh mà chúng mình đã nhận được. Đó sẽ là một thiết kế có sự quay trở lại của cháp dọc từ thân lên đến cổ giày. Dù mình cũng không quá quan tâm tới phiên bản này quá nhiều vì Kyrie 4 đã quá hoàn hảo rồi. Và tin tức cuối cùng là về việc KD 11 sẽ có phối màu mới, phối màu quen thuộc, Multicolor. Nhắc đến tên thôi là các bạn biết đôi giày sẽ có màu như thế nào rồi. Điều quan tâm bây giờ là ngày ra mắt thôi vì nó còn chưa được tiết lộ. Mức giá retail sẽ là $150. Và inbox ngay cho Kem thì các bạn có nhu cầu nhé. Và cuối cùng như thường lệ chúng ta cùng đến với chuyên mục bên lề. Sau khi gây được sự chú ý cùng hàng loạt bản hợp đồng khủng như ba siêu sao trẻ của kỳ NBA Draft vừa rồi, DeAndre Ayton, Marvin Bagley, Michael Porter Jr. cũng như siêu sao nhạc rap Jay-Z và Puma đã chính thức cho ra mắt mẫu giày bóng rổ đầu tiên của mình. Và đôi giày này có tên là Puma Glycos Disrupt. Vâng, và vì nó quá dài nên là từ sau mình sẽ gọi là Puma Basketball. Và với tiêu chí của Puma là kết hợp hiệu năng của một đôi giày bóng rổ và một đôi giày casual nên là Puma Basketball có vẻ hơi khác lạ một chút. Phần da trên sẽ được mang hai lớp chất liệu chính, nổi bật là phần vải đan được gọi là Evonis.
Tuy nhiên phần đáng chú ý nhất lại nằm ở bộ đệm, khi dân tình nói rằng bộ đệm Puma Jumping của Puma là khủng nhất trong các bộ đệm hiện nay, đó là sự kết hợp của Boost và Zoom Air. Bạn nào thắc mắc về vấn đề này thì mình xin phép không giải thích vì nó quá dài. Đã có một YouTuber khác giải thích về vấn đề này rồi, đó là anh Duyệt Sneaker. Và link video giải thích của ảnh thì mình sẽ để ở dưới. Chưa có giá bán chính thức của đôi giày này nhưng Puma hứa sẽ cho đôi giày lên kệ vào tháng 10 ngay trước thềm NBA diễn ra. Và tin tức cuối cùng sẽ là một tin vô cùng quen thuộc mà mình đã đề cập tới ở đầu bản tin. Bộ phim Uncle Ru đã có mặt ở các rạp hầu hết trên toàn thế giới. Đáng tiếc cho các bạn trẻ Việt Nam là chúng ta không có rạp nào mua bản quyền bộ phim này cả. Vì vậy chắc chúng ta phải xem muộn hơn thế giới khoảng 1 tháng khi mà bản HD của bộ phim được up lên. Bộ phim có sự có mặt của nhiều siêu sao NBA nổi tiếng như Kyrie Irving, Aaron Gordon, Shaquille O'Neal. Bản tin hôm nay đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn sau 2 tuần nữa. Nếu các bạn thích video thì hãy like, share và subscribe channel của Kem. Xin chào và đây là Kem Store.